nữ công da trắng thì em không có được giỏi, nhưng mà em có một cái là em ăn nhiều á. Thôi về làm dâu đi, khỏe mà có ba mẹ lo. Đúng là bên đây sao chịu làm dâu không? Dạ không thành vấn đề ạ. Trời ơi, chị nói cho em nghe, bây giờ làm dâu sướng dữ lắm. Đó, em chắc là single khoảng 3 năm á. Quan điểm của em là cơm thầy vợ bạn cái công ty đó, em không có quen. Không có quen. Dạ. Vì là nó nhắn tin không sao quen được. Chưa gặp mặt thì chân. Rồi, mà nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ vâng ạ. Chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ, em là Tâm, Bùi Lê Thanh Tâm ạ. Hiện tại em đang làm marketing cho một công ty về phân phối thực phẩm nhập khẩu. Ngoài ra thì em cũng có một cái thương hiệu đồ tập sportswear riêng của cá nhân. Chị thấy có cái cầm cái quạt nữa là nó có tác dụng gì không cưng? Cái này là đạo cụ thôi ạ. À, để cho đẹp thôi ha. Dạ đúng rồi ạ. Layout người ta rất là chuẩn chỉnh nha mọi người, bên đây đẹp lắm. Em sống ở đâu? Dạ em hiện tại đang sống ở quận 3. Là quê mình ở đâu Tâm? Dạ em quê ở Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk. À, nghe lý lịch xích ngang chưa bạn trai? Dạ rồi ạ. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho già gái nghe về mình đi. Dạ em xin chào chương trình và em xin chào hai MC ạ. Em tên là Nguyễn Hữu Thắng ạ. Em hiện tại đang buôn bán thực phẩm. Em là nhân viên bán hàng hay là em tự bán? Dạ em tự bán. À bán ở nhà mình đó hả? Dạ. Rồi mình nói sơ sơ về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Dạ. Ưu điểm của em thì em rất là vui tính, em rất là hòa đồng, em hay cười, em cũng rất biết điều nữa. Nhược điểm của em thì em sẽ vô tư một chút. Với lại nữ công da trắng thì em không có được giỏi. Nhưng mà em có một cái là em ăn nhiều á. Rồi, em trai nói cho nhà gái biết đi. Ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng lắm. Nhược điểm của em thì em một con người ít nói thôi. Ít nói? Dạ. Ủa vậy sao em bán hàng được? Dạ, em chủ yếu là em nhắn tin thôi. Ủa bán ở nhà là em có sạp hay là có cửa hàng gì không? Dạ em có công ty. Công ty? Dạ. Công ty có nhân viên nhiều không? Dạ em chỉ có 6-7 người. 6-7 người người ta đi bán. Còn em nhà em nhắn tin thôi. Trời thấy thương không? Ủa nhà em là con một hay là em con thứ mấy? Dạ, trên em có một chị nữa. Một chị? Dạ. Chị lấy chồng rồi hả? Dạ. Vậy là em là lấy vợ về là phải làm dâu? Dạ cũng không... Cũng không cần. Cũng không cần ạ. Ủa vậy rồi không làm dâu rồi ở nhà rồi ai lo công ty bán hàng? Thì nhắn tin. Ba mẹ em lớn tuổi chưa? Dạ ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Bao nhiêu rồi? Và ba em sinh năm 63, mẹ em sinh năm 65. Ồ, vậy cũng cao tuổi rồi, cũng cần có con dâu chứ. Thôi về làm dâu đi, khỏe mà có ba mẹ lo. Đúng là bên đây sao chịu làm dâu không? Dạ không thành vấn đề ạ. Trời ơi, chị nói cho em nghe, bây giờ làm dâu sướng dữ lắm. Giờ làm dâu là đẻ con ra là ông bà ngoại bà nội nuôi. Đúng rồi. Giữ giùm mình đi làm. Dạ. Thôi về khỏe rồi, thấy tình hình nó cũng ổn á bà mối hả? Dạ nói chung là ngon lành, hợp lý. Rồi bây giờ cho tôi biết là đường tình duyên nhà gái sao nè. Em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì là sinh viên. Và sau đó thì tốt nghiệp, tụi em quyết định dừng lại. Sau đó em chắc là single khoảng 3 năm á. 3 năm hơn thì em có quen một người. Kéo dài được 4 tháng thì cũng dừng lại. Tại vì em nghĩ là do nó ngắn quá nên là mình chưa có cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em cũng cảm thấy là ở cái thời điểm đó thì cách đây 2-3 năm thì em cũng chưa có trưởng thành lắm á. Thôi mấy tình đó cho qua đi, chưa có gì sâu đậm hết trơn á. Dạ dạ. Rồi bên đây sao nè, mấy mối? Dạ em có 2 mối. Cũng 2 luôn? Dạ. Mối bao lâu? Dạ mối đầu tiên là 4-5 năm. 4-5 năm là sâu đậm lắm á. Cuối cùng sao mà chia tay? Dạ lúc đó còn trẻ con quá. Tại ngày xưa là em thấy cái bạn đó, bạn học lớp là kiểu như là học giỏi á, em thích. À thích học giỏi. Em hỏi nhà gái có học giỏi không? Nhà gái học giỏi. Tôi thích học giỏi thôi, nhà trai cũng thích vậy đó. Mà cái tên là học giỏi nha. Và lớp trưởng á. Và lớp trưởng á. Đó. Rồi, ngon. Trời ơi. Lớp trưởng là khỏe rồi, giỏi là được rồi. Còn mối tình thứ hai sao nè? Dạ mối tình thứ hai là cũng là một người bạn của bạn đó luôn. Tụi yêu mấy năm? Trời yêu được 2 năm. Rồi sao chia tay? Cho tính cách không hợp đó là tụi em chia tay. Không hợp sao quen tới 2 năm nữa. Sau khi tìm hiểu mới biết mấy loại nhiều vấn đề. Thế ai sai? Chắc em nghĩ là cả hai đều sai. Cũng 10 năm rồi, cũng không nhớ. 10 năm rồi đó, không yêu nữa đó hả? Dạ. Ủa nhưng mà sao 10 năm nay không yêu vậy? Do công việc của em cũng không có tiếp xúc với con gái đồ này kia. Bán hàng mà kia không tiếp xúc với con gái. Không, toàn mấy cô, ví dụ như là... đúng rồi. Quan điểm của em là cơm thầy vợ bạn cái công ty đó, em không có quen. Không có quen. Dạ. Vì là nó nhắn tin không sao quen được. Chưa gặp mặt thì chân. Tình hình là nhà trai vậy đó em gái. Dạ, dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào?
đến khi tham gia chương trình thì em mới bắt đầu định hình. À vậy đó hả? Rồi bây giờ định hình thử coi, cái người đó sao, mẫu hình lý tưởng của em sao, định hình coi. Thì nói chung là em cần người chân thật, thật thà. Bên kia là quá đúng luôn rồi đó. Dạ. Ừ. Nhà mình trai cứ cái... hơi bị hiền đó. Chi tiết gì về ngoại hình không? Em thích cao hay thấp, mập hay ốm? Em thích là mộng mỉm xíu. Anh gầy hả chị? Nó cũng hợp hợp với em đó chứ không có mụn mỉm nó đâu. Nói chung là em thích người mụn mỉm và ấm áp. Tại vì em rất là lạnh, tay em là rất là lạnh. Ủa mấy người ốm không ấm áp hả? Dạ nếu mà mấy người ốm mà ấm áp thì ok. Ấm áp chỉ cần bàn tay ấm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Từ đây cho chị mượn bàn tay coi. Chết cha rồi. Hả? Nhiều cục đá vậy đó. Chết rồi, tôi sợ quá à. Không sao, hoàn cảnh là hợp đó. Hợp, nhưng mà tôi nghĩ rằng được. Mình muốn có bạn gái như thế nào? Là cô gái là được rồi chị. Là cô gái là được rồi chị. Em không có quan niệm nhiều. Đi với ai? Dạ em đi có một mình à. Trời ơi trời. Rồi, yên tâm, bên trách đây nhiệm nặng nề. Yên tâm, có lớp trưởng tôi lo rồi. Hỏi lớp trưởng đi với ai nè? Đi với em gái. Dạ lớp trưởng đi với lại bạn thân của lớp trưởng, với lại là người sếp của lớp trưởng ạ. À. Dạ. Rồi. Chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Dạ. Thì ngày hôm nay cũng rất vui khi mà Tâm được tham dự chương trình và đặc biệt là được nhìn rất là rõ chàng trai bên đây. Thì thật sự là cũng có cảm tình với bạn, bởi vì đầu tiên là rất là ấn tượng với nụ cười của bạn ấy. Bạn ấy cười rất có duyên, nhìn gương mặt và nụ cười thì rất là có cảm tình. Và hồi nãy Như cũng như là bạn của Tâm có nói với nhau là hình như hai bạn này có nét phu thê hay sao á. Đặc biệt là cái nụ cười cũng giống giống nè, với lại cái ánh nhìn cũng có nét giống nhau. Biết đâu được sau hôm nay là cũng sẽ có cái gì sẽ xảy ra đúng không? Và thật sự là nhìn hai bạn có nét lắm. Có nét đúng nhau. Không? Dạ đúng được. Rồi ạ. Rồi thấy cũng có nét đó. Nãy giờ cũng tương đồng rất là nhiều. Đúng nhưng rồi. Quan trọng hai bạn nhìn nhau có tương đồng hay không thôi. Sợ bàn tay hơi lạnh nên đang không hơi đo nè. Không có lo. Bây giờ mình chà cho hai bàn tay mình nó nóng lên cho bên kia người ta cầm vô. Người ta có về cái... tôi làm cho nóng là không sao chứ. Bây giờ mở rào ra nè. Mình chuẩn bị trai, tinh thần nha nhà trai. Đúng rồi. Mở rào. Đó. Bên kia nó tiến qua. Em đừng có ăn hiếp nó nghe chưa. Em cũng hiền. Tiến tới. Nắm tay vừa bạn gái đứng lên. Coi lạnh hay là nóng đây. Cho. Dạng coi nắm tay không? Vừa bạn gái đứng lên. Ủa, em tên là? Em tên là Tâm. Sao, rồi sao? Bạn gái thấy tay sao nè? Tay mềm lắm ạ. Nó tay lạnh không? Ấm hay lạnh? Nhiệt độ trung bình ạ. Nhiệt độ giống như nhiệt độ của tay em ạ. À rồi, em trai thấy sao? Em thấy cũng ấm lắm ạ. Em hết rồi. Em thấy lạnh ngắt luôn á. Em hết rồi. Thấy bạn gái rất là xinh xắn. Được chưa? Dạ, nắm em... tay vô hết bớt lạnh chưa? Dạ bớt rồi, em bỏ xuống đi. À bỏ đi nữa. Em có một cái chậu hoa tặng anh. Em tặng anh ạ. Rồi. Với lại dạ chưa hết ạ. Em có bức thư nữa. Bức thư tình. Đầu tiên. Đọc đi. Ngay lúc này em không biết anh là người như thế nào. Nhưng em nghĩ gặp được nhau là một cái duyên đáng quý. Em sẽ không hứa hẹn gì đâu. Nhưng đã gặp nhau, em hy vọng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt, đối xử với nhau thật chân thành. Mãi sau này, cảm ơn anh vì đã tham gia chương trình. Hy vọng anh thích món quà này, em Tâm. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ mình nói đi. Quan điểm về hôn nhân thế nào, quan điểm về người chồng, người vợ thế nào trong gia đình đó, mình nói cho bạn gái biết đi. Em chỉ cần một người vợ là ngoan hiền, kính trên nhường dưới là được rồi. Còn chuyện còn lại là em lo hết, không có gì hết. Lo hết. Em làm được. Em làm được. Ở lo nhà. Hết là lo gì nè, nói cụ thể coi. Tình cảm, tiền bạc hay là bất cứ một cái lý do gì khác là em lo. Kinh tế lo được luôn đúng không? Chỉ cần em đồng ý là anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi không? Là chuẩn bị được cái gì rồi? Tiền bạc thôi chị. Nhà thì có sẵn rồi. Dạ. Khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Dạ bước liền luôn đi anh. Không bước bước tới đâu anh? Bước tới đâu? Bước tới hôn nhân đó. Nói chung là em cưới chồng trong năm nay rồi đó. Anh tính sao tính? À
hẹn hò đi bây sẵn giờ là sàng người... hết rồi. Thế chưa tới rồi đó. Người quận 3, người quận 12 đó hẹn hò sao? Ủa mà nhà em ở quận 3 luôn hả? Đúng rồi ạ. Em cứ khi nào em rảnh là em alo là anh đi thôi. Chứ... Nhưng mà làm sao em biết khi em rảnh thì anh rảnh? Thì em cứ nhắn tin là anh đi à. Ủa rảnh vậy đó hả cưng? Dạ. Trời, làm sếp sướng quá ha. Tao làm sếp mà. Nhà tao có điều kiện, nhân viên có nhiều mà. Tôi cũng làm sếp mà sao tôi cực dữ trời. Ai biểu không muốn nhân viên chi, tiết kiệm tiền lương. Ừ đúng rồi đó. Em thấy nhà trai hiền không em? Hiền anh. Thấy chưa? Hiền. Gặp cái cô marketing đúng, này cô lanh lại là mệt luôn á. Đúng tiêu chí của em đúng không? Đó, đúng hợp rồi. Quá trời anh luôn. Anh nghĩ là em về làm lớp trưởng luôn, muôn đời luôn. Hồi nãy anh nói đúng không? Bây giờ anh hỏi thiệt là bây giờ tới đây. Làm gì? Dạ làm gì ạ? Em thấy cái bàn tay cô sao? Em thấy nãy giờ nói chuyện con người cô ấy em thấy sao? Cũng hiền. Hiền. Hỏi thật là có hợp với em không? Em cũng không biết nữa, phải tiếp xúc nhiều mới biết được anh. Đó, còn cái chuyện cô gái xử lý thế nào tôi không biết. Tôi chỉ hỏi chàng trai để cô gái cảm nhận được thôi. Anh biết rằng em đủ bản lĩnh, đủ cảm nhận để đưa ra quyết định của mình ha. Rồi thôi về chỗ đi. Những gì nói chúng ta nói hết rồi. Chúng tôi cố gắng để các bạn hiểu nhau nhiều hơn, cảm nhận nhau nhiều hơn. Đây có phải một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng á, chúng ta bấm nút cái đó. Còn không đúng á, thì chúng tôi cũng khuyên không nên bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức hai bạn hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên. Đó, thấy chưa? Thấy cô gái tâm mạnh mẽ không? Vừa nói hôn đầu tiên mà đưa luôn như vậy nè. Hất tóc sẵn luôn. Đúng rồi. Mở cửa. Phải mạnh mẽ vậy đó. Hôn cái rung hết trơn rồi nè. Đó. Chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan. Rồi, chào em. Dạ, chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, em tên là Phan Thị Anh Tuyết. Em sinh năm 1986. Em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại em đang sinh sống ở Bến Cát, Bình Dương ạ. Anh Tuyết làm gì anh Tuyết? Dạ, nghề nghiệp của em làm điều dưỡng ạ. Rồi, mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Dạ. Bạn gái bên kia. Em là Nguyễn Dũng Cường, 40 tuổi ạ. Ngành nghề là văn thư lưu trữ. Mình làm ở đâu anh? Mình làm ở bên trường học. Em chào anh. Mình bình tĩnh nha, không có gì hết. Dũng Cường làm ở đâu, thành phố nào, tỉnh nào? Ở xã Chi Mố, tỉnh Gia Lai. Ủa anh làm xa quá hả? Xa mà. Anh sống ở đâu? Dạ sống ở trong thì ở Gia Lai. Dạ làm lưu trữ gì à. Ở Gia Lai là mình lưu trú Gia Lai. Đúng luôn. Rồi, nay lưu lạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi qua tôi hỏi nhà gái. Đừng có qua tấn công nhà trai tôi nữa, mệt quá, tội nghiệp nhà trai tôi. Chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh. Nhà trai tôi đang hồi hộp, quê mình ở đâu? Dạ quê em, quê gốc em ở Nghệ An ạ. À. Vậy là hai người đều ở xa hết trơn ha. Điểm mạnh mình là gì anh Cường? Dạ điểm mạnh của em thì rất nhiệt tình trong công việc. Mọi người đều quan tâm. Mọi người quan tâm mình hay mình quan tâm mọi người? Tất cả mọi người quan tâm mình cũng quan tâm họ. Rồi hay quá, sống chan hòa. Đúng rồi. Có nhược điểm gì không? Hơi nói chậm như thế này. À. Bình thường có nói vậy đó. À dạ. Này cũng hơi chậm nhưng mà có khi chậm quá luôn. Dạ là tại rung cho nên tại nó tăng thôi. Nó tăng cường độ chậm lại. Ừ, đúng rồi, nhưng mà đây là một người rất là thật thà đúng luôn. Đúng rồi. Hiền lành chất phác, không bao giờ cãi nhau với vợ. Cãi đâu được. Cãi đâu được. Cãi không lợi. Đúng rồi. Cãi luôn. Không cãi được, không kịp cãi luôn. Lấy chồng này là khỏi sợ gì đúng hết. Đúng rồi, nói chung là có người nhường nhịn rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ nè, anh có mấy mối tình rồi? Chưa có một mối tình nào. Trời ơi. Trong veo rồi đó hả? Dạ. Tinh khiết vậy luôn đó hả? Dạ. Còn riêng. Còn riêng. Anh còn riêng hả anh? Dạ. Trời ơi. Xác định luôn nha. Đó giờ chưa quen cô gái nào sợ hay là người ta nó nghe là sợ tiếp xúc gái hay là sao? Nói về thích thì cũng có đồng cảm
với người đó, họ không đồng cảm với mình thì mình cũng không làm gì được cả. Ủa là tức là hỏi thật là anh có thích con gái không? Thích chứ. Sống hiền dữ trời, vợ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Vợ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Chưa kịp đâu, chưa kịp hung, chỉ nghĩ tới thôi là xỉu chưa, rồi. Chưa, đàn trai tôi trong trắng chưa. Nhưng mà quan trọng là cô gái của chúng ta phải thấy điều đó là thú vị. Cô gái của chúng ta, cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã từng lập gia đình và có một bé gái. Bé gái mấy tuổi rồi chị? Dạ, bé gái 12 tuổi rồi. Em chia tay ông xã rồi cũng được khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi? Dạ, cái hôm chỉ được 5 hả? Dạ, ở con mình 10 năm nay rồi. Dạ. Thí dụ nha, bên kia có gia đình rồi, anh có lo lắng gì không? Họ đã có gia đình, đã có từng trải ra rồi đấy. Ừ. Mình cũng nên tạo ra một cơ hội nào đó. Ừ. Một cái niềm tin sống trong cuộc đời của họ. Rồi. Tốt. Gia Lai anh ở với ai? Ở một mình ạ. À. Rồi ba mẹ anh đâu? Dạ mất hết ạ. À. Anh chị em có không? Làm ăn xa, hôm nay không có mặt ở đây. Là anh ở nhà đó một mình từ đó giờ đúng không? Dạ. Trời, thấy thương quá. Thôi mấy nói nhà gái về Gia Lai ở giùm tôi luôn đi. Ta ở con mình nè chị. Rồi mấy mốt chị, thí dụ mà quen nhau chị có đồng ý đi về Gia Lai luôn không? Để tìm hiểu sau này chứ trước mắt bây giờ chưa xác định được. Dạ. Đúng không? Chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào? Không gia trưởng, độc đoán, ít tính toán chi ly, biết đồng cảm, chia sẻ. Dạ. Và quan tâm nhà, chăm sóc vợ con. Nếu bây giờ anh thương người này thương anh. Dạ. Anh có mạnh dạn về Bình Dương không? Nếu mà hai người đã chín muồi rồi đấy. Ừ. Thì có khả năng mình làm một cái gì đó cho bạn gái đi về bên mình hơn. Thế tức là anh có nhu cầu là về Gia Lai hơn? Thì Gia Lai hơn. Bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với con gái của em ạ. Con tên gì con? Dạ con tên là Thanh Mai. Con thấy chú hiền không con? Dạ hiền nhưng nhát quá. Dạ hiền nhưng nhát quá. Người này tốt tính lắm đó con. Vâng. Con có nhận xét gì về mẫu thân của con không? Về mẹ con thì có hơi nóng tính và đôi khi cũng háo và vô lý. Và đôi khi cũng háo và vô lý. Đó là vô lý hả? Nhưng sợ là chú đó không chịu được mẹ con thôi. Bây giờ hai mẹ con ở, chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ con là ông bà nữa. Ông bà ngoại hả? Vâng. Cô bên kia là chắc cũng khó đi đâu được, bởi vì còn ông bà. Đúng rồi. Ừ. Thôi cặp đôi này chắc có lẽ là để mở rào ra và cho hai anh chị tìm hiểu nhau nó sẽ dễ hơn. Mở rào. Bắt đầu đi anh Cường. Dạ em chào. Hôm nay đến gặp anh nha, em có món quà anh tặng anh. Tặng em bài thơ Hẹn Hò. Gặp em mọi lối tình đầu, đôi ta hẹn hò trước sau chung tình. Em cười hạnh phúc bình minh, niềm tin gửi gắm chúng mình thành đôi. Sống vui giản dị yêu đời, yêu em anh muốn sánh đôi duyên tình. Lập nên hạnh phúc gia đình, dồi dào sức sống chúng mình vượt qua. Rồi, em chào bữa nay nè. Thơ này anh sáng tác hay sao ạ? Dạ, thơ này sáng tác. Dạ, rồi em cởi này. Cũng lãng mạn lắm chứ bộ. Đúng rồi. Thôi, ngồi xuống đây anh. Này gì đây? Đi bóp ha. Dạ. Vậy bỏ tiền vô nha. Công việc hiện tại bây giờ là hai chúng mình ở xa đúng không? Dạ. Nếu mà vượt qua được thì sẽ đến với nhau. Nếu anh ở trên Gia Lai á thì anh có sắp xếp xuống thăm em như thế nào ạ? Trong dịp hè là đi đi được. Đi thoải mái. Bên trường học mà nghỉ hè rất là thoải mái. Anh còn 3 tháng đi rong chơi đó. Anh còn 3 tháng đi rong chơi đó. À,
Cho em hỏi thêm là sau này á, em với anh mà có tiến xa hơn á, anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con không ạ? Có. Em cảm nghĩ mới nãy giờ anh nói ra thì em nghĩ thế nào? Thấy anh á hiền thật thà và cũng có hơi ít nói. Lâu nay là đã tính trầm cảm ít nói như vậy rồi, chỉ tập trung vào công việc là chính. Thế anh, còn bên công việc của anh á, có thường xuyên hay nhậu không ạ? Không nhậu, không rượu bia, không thuốc lá, không chơi bời, không gì hết. Anh là tất cả đều không hết, không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không chơi bời, không vợ con luôn. Bây giờ sao em giúp anh có cái coi coi. Nếu mà em với anh mà có tiến xa hơn á, anh có thể thu xếp xuống Bình Dương với em được không? Tại vì công việc của em hiện tại á, là nó ổn định, mà với lại em có ba mẹ già nữa, cho nên cái này á thì tương lai sẽ mới biết được. Mà bây giờ cái khó khăn làm sao mà ảnh có thể bước tới để anh thể hiện cái tình cảm của ảnh, nên giao lưu cái cảm xúc của ảnh đây nè. Bây giờ nè, rõ gì chưa, nắm tay gái lần nào đúng không? Bây giờ tiến tới nắm tay gái thử coi nè. Cất cái bài thơ đi. Dạ, đây em cầm cho. Bài thơ lãng mạn tối về đọc sau. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, lần đầu tiên trong đời như thế này. Thấy sao? Cảm giác làm sao? Rất là hồi hộp trong người. Bạn gái đối diện sao? Nói chung là rất đẹp. Chị thấy anh sao? Quá hiền. Quá hiền. Quá hiền đúng không? Chăm sóc ông bà già lớn tuổi được không? Được. À, chăm sóc vợ, giặt quần áo, rửa chén này kia được không? Cái đó là rất tốt nữa. Rất tốt luôn. Tùy chị đó. Phụ nữ mình á, mình nói thiệt là mình chỉ cần vậy thôi à. Bảy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nhà trai nhà gái bây giờ không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì nãy giờ là đã nói chuyện với nhau nhiều rồi, nên bây giờ hai nhà sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Trời ơi, một người phụ nữ mà gặp người đàn ông hiền lành gì cũng khó, nhát gì cũng khó. Chúc cho anh trai thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn hai anh chị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Anh có cái bài thơ đó trước khi chia tay đọc luôn cho hiểu luôn nè. Bài này đọc lên sẽ rất là nhiều người xúc động. Điều ước, ước gì đôi ta bên nhau chăm lo cuộc sống dài lâu trọn đời, quanh năm ấm áp nụ cười, tình người sâu đậm không rời tách xa, như lời khúc hát dân ca chặng đường gian khổ lòng ta vững bền. Yêu nhau thấm thiết êm đềm, dựng xây tổ ấm ngày đêm giữ gìn, đi vào nếp sống văn minh, gia đình sung túc bình minh đón chào. Thân tặng em. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh ạ. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào nhà bạn gái ạ. Con tên là Vũ Minh Khoa, hôm nay con 28 tuổi, sinh ra tại Kiên Giang ạ. Hiện tại công việc là kỹ sư công nghệ thông tin, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Khoa làm ở quận mấy? Dạ, con đang làm ở quận 2 ạ. Trời, bên mình giới thiệu đi con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh Khoa. Em tên là Dương Thị Liễu Như, năm nay 26 tuổi, quê ở Kiên Giang, hiện tại đang làm việc tại hội sở của một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận mấy con? Dạ, hiện tại con đang sống ở quận 2 ạ. Trời đất ơi, sao hai đứa đồng điệu vậy trời. Quá hợp lý. Rồi con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Về điểm yếu của con á thì bản thân con thấy là mình không có phù hợp làm những cái công việc mà cần sự tỉ mỉ, khéo léo á. Nếu như ví dụ như có thể vẽ đó, chuột thì ra chuột nhưng mà không có đẹp cho lắm. Nên con thấy cái điểm yếu nó cũng khó khắc phục lắm, cũng cố gắng rồi nhưng mà thôi chấp nhận. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của con là gì, nói cho bên nhà gái nghe. Dạ, điểm mạnh con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Cũng có thể, nhiều khi ít nói người ta thương nhiều ha, người ta nói ôi trời này hiền quá. Dạ, dễ thương quá. Chú ơi, con cũng muốn nói là tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh ạ.
Dạ. Rồi gì nữa con? À, con không có hút thuốc, à, không có cờ bạc. À, có thể phụ giúp được nấu ăn. Điểm yếu con là nói hơi nhanh, có thể là không rõ từ lắm. Điểm mạnh là ít nói, điểm yếu là nói hơi nhanh. À, hai cái này nó có liên quan đó nha. Nói ít mình đã là nói nhanh nữa, khó hiểu ha. Dạ, con nó từng nặng tới khoảng tới 121 kg rồi ạ. À, sau đó thì do nặng quá nên con cố gắng tập thể dục thì đã giảm xuống được dưới 100 kg ạ. Trời giỏi vậy ta, 120 mấy ký con hả? Dạ. Người ta 120 mấy ký ta xuống 100 ký rồi đó nha, bên nhà gái. Thôi bây giờ để sẵn câu hỏi cái đường tình duyên của bạn nha. Cưng ơi, cái đường tình duyên của con làm sao nè? Dạ, con có từng có một mối tình ạ. À, bạn gái này là em gái bạn thân con học hồi cấp 3. Sau một thời gian yêu đương thì con không tạo được cảm giác yêu thương bạn. Nên đã chia tay và bạn đã lấy chồng ạ. Ồ, như vậy là bao lâu rồi con? Dạ, khoảng 2 năm rồi cô. Khoảng 2 năm rồi? Dạ. Con ơi, ta 2 năm người ta ở không rồi đó. Đường tình duyên của mình sao? À, dạ, con thì trước nay cũng có một vài bạn nam cũng tỏ ý. Nhưng mà con, mấy bạn chưa đem lại sự tin tưởng cho con. Nên 26 năm qua con vẫn độc thân. Con vẫn độc thân và con chưa yêu ai hết? Dạ. Chưa, tức là nhưng mà có cảm xúc đồ này kia nọ với với có nghĩa là có những mối tình thoáng qua cho mình một cái sự tìm hiểu chút, nhưng mà thôi. Chưa đem lại cho mình sự tin tưởng cho sự lâu dài nên hiện tại gọi là chính thức thì chưa có nhưng mà những cái mối tình đó cỡ bao nhiêu lâu thì thôi? Dạ, trong kiểu như có những bạn tỏ ý rồi tìm hiểu nhau một vài tháng thì gì đó. À, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp nên không có tiến xa hơn. Như vậy có nghĩa con là còn nguyên si luôn đó, đúng không? Dạ. Hồi hộp không? Có. Nghe cái mất hồn liền đúng không? Cảm thấy trách nhiệm nặng nề liền đúng không? Dạ. Vậy giờ con suy nghĩ đi, cái mẫu bạn gái của con là như thế nào? Con nói cho chú Linh nghe đi. Dạ, mẫu bạn gái con thì con không có quan trọng lắm về ngoại hình ạ. Cũng đừng cao quá. Đừng cao quá, như vậy là ý con muốn là bao nhiêu? Dạ, tầm khoảng cỡ 1m68 đổ xuống được rồi ạ. À, 1m68 đổ xuống là cao lắm rồi đó con. Ít nói. Có thể hung dữ một tí xíu cũng được. Tại con hơi hiền cho nên là có thể dung hòa được cả hai. Hung dữ một chút xíu, con đã ít nói rồi. Mà con nói cái bạn đó đừng nói nhiều nữa, rồi ở nhà rồi câm họng hết cả hai đứa. Hồi nãy người ta nói rồi đó, là bên đây con ít nói. Mà người ta nói nhiều thành ra người ta cảm thấy là người ta thích thú cái điều đó đó, hiểu không? Con thấy là... Sửa lại xíu đi. Rồi con có hình dung là cái ngoại hình của bạn đó giống một cái nhân vật nào đó cụ thể ở ngoài không? Trong giới truyền thông, trong giới ca sĩ, trong giới thể thao, văn hóa, văn nghệ. Con thấy giống chị Mỹ Tâm. Con thích giống chị Mỹ Tâm, phải không? Để chú qua coi giống Mỹ gì nha. Cho tôi xem mặt bạn gái. Nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha, tôi nói cho ông biết à. Đẹp mà đẹp đều một cặp luôn à, tôi nói cho ông biết. Nhà trai cũng đẹp trai. Chào chú. Rồi, chào con. Dạ. Đúng là xinh gái. Đó. Nhưng mà không có nét của Mỹ Tâm ha. Mà không có cái nét riêng của người ta. Đúng rồi. Miễn làm sao mà người ta dịu dàng nhìn này, nó xinh xinh nhìn cưng là được rồi. Dạ. Còn có là hình tượng cháu nó thích thôi mà. Thấy không? Đừng bao giờ giống ai cả. Mà giống phải chính mình. À. Rồi, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ con không có đòi hỏi nhiều về vấn đề ngoại hình hay gì, nhưng mà con mong tìm một người á là kiểu điềm đạm, trưởng thành, có hiểu biết, và với lại là một người biết chia sẻ, lắng nghe hơn là cái việc áp đặt cái suy nghĩ của bản thân mình cho người khác hơn. Thì con chỉ mong muốn tìm một người như thế. Dạ. Cái đó là gia được trưởng con? À, được, dạ. Được ha. Dạ, vậy là được rồi. Con thích điều gì đàn ông? Đàn ông á? Dạ, ở đàn ông thì con thích những bạn mà trong cái quá trình làm việc mà tập trung làm việc á, con nhìn thấy đẹp. Vậy thôi ha. Dạ. Tập trung làm việc là đẹp. Dạ đúng rồi. Rồi không thích điều gì ở đàn ông? Dạ không thích thì giống như con vừa chia sẻ ở có vấn đề chắc như cô vừa nói là sự gia trưởng áp đặt. Áp đặt. Không thích gia trưởng áp đặt. Bên nó có gia trưởng không vậy con? Dạ không, con đây là không có gia trưởng. Này có gia thịt thôi. Không có gia trưởng. Nè, bây giờ người ta có người yêu, người ta sẽ xuống thêm 20 kg nữa, tôi nói cho ông biết. Không, còn có một xuống cái, 20 mấy ký là hay rồi đó. Còn có một cái con người đó cứ ước, cứ cầu, trời ơi, làm sao mà Linh xuống được 8 ký hả Vân? Mà ăn là ăn mít với sầu riêng không, làm sao mà xuống? Còn chút chịu, chị chú bí quyết xuống nha. Chú xuống 2 ký, 20 ký cho người kia biết mặt. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè bà mối. Nhà bà mối đi với ai nè?
đi dài. Dạ, hôm nay em đến chương trình với mấy chị đồng nghiệp, các bạn và đặc biệt là sếp em có dành thời gian để đến tham gia với em ạ. Chào sếp. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, bạn Khoa và tất cả khán giả trong trường quay. Thì tôi tên là Phúc, là đồng nghiệp mà cũng là sếp của trực tiếp của em Như. Thì thật ra thì tôi rất là vui khi mà ngồi ở cái chương trình này, bởi vì thật ra đây là chương trình mà tôi rất là yêu thích. Và thì về bạn Như á, thì bạn Như có nói rằng là tính bạn Như là, thật ra bạn Như là còn cũng khá trẻ, và bạn nói là bạn không có kiên nhẫn tỉ mỉ, đó là cái điểm yếu của bạn. Nhưng mà thật ra Như là trong cơ quan và tất cả mọi người, Như là một cái cô bé mà rất là dễ thương, dễ mến, hòa đồng, vui vẻ. Như thì nói rằng là không có thích cái công việc mà làm mà đòi hỏi phải ngồi mà một chỗ tỉ mỉ. Nhưng mà thật ra thì trong công việc Như là một cái bạn mà rất là nhiệt tình và trách nhiệm. Do vậy mà về cái bạn bạn Khoa, thực sự là bạn Khoa là một bạn mà nhìn là rất là nhìn rất là hiền, phúc hậu, và cái tính cách chị thì chị thấy là rất hợp với bé Như. Thật sự là chị thấy rất hợp. Còn thật ra Như nói là Như nói nhiều, nhưng mà không phải là Như là lúc nào cũng nói đâu. Thì bạn cũng có những cái chuyện bạn nói rất là vui vẻ mà làm cho mọi người rất là thoải mái. Cho nên là chị thì chị thấy là Khoa và Như chị, đối với chị thì chị thấy là rất hợp với Như á. Và chị hy vọng rằng là ở đây chị và tất cả các bạn đều luôn cổ vũ cho Như và ủng hộ cho Như. Và chị hy vọng rằng hai em sẽ cho một cái cơ hội để các em có thể chia sẻ, nương tựa và có thể là cùng nắm tay nhau để đi được cái đoạn đường dài phía trước. Dạ, xin okay. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Cảm sếp. Ơn sếp. Sếp nói rất là hay luôn á. Em trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay con đi với công ty và sếp của con cũng công ty. Ủa, sếp luôn hả? Sếp luôn, dạ. Trời dạ. Ơi. Dạ, xin kính chào chú Kiền Linh. Ồ, sếp đẻ dưới rồi. Dạ, kính chào gia đình hai bên và chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ, Khoa thì thật ra nó rất là hiền, nó khờ, và nói chung là khi mà nó báo được là đăng ký casting và làm cho chương trình á, thì anh em trong công ty rất là vui, rất là hào hứng và xúm xích nhau chuẩn bị cho nó là hướng dẫn đi hấp tóc, mua quần áo, mà mua quà rồi các kiểu, là thậm chí là giờ mình đặt tên con là gì giờ ta. Quan tâm tới mức vậy luôn. Rất là quan tâm và mọi người rất là hào hứng để tham gia cái buổi chương trình hôm nay. Thì nó ít nói, nhưng mà anh nghĩ là nãy giờ anh nghe bạn gái chia sẻ thì anh thấy là hai người có những cái điểm tương đồng và cũng có những cái điểm rất là có thể là bổ trợ cho nhau, là vui nhà vui cửa hiềm tí, rồi hai em cũng không quan tâm quá về ngoại hình. Khoa nó ít nói, em thì cũng có vẻ rất là năng động, em thích là đi du lịch thì Khoa nó cũng hay đi phượt một chiếc mô tô nhỏ. Nhưng mà sếp thấy hợp không? Sếp thấy hợp không? Hợp, dạ rất là hợp. Xinh không? Xinh, cũng có nét của Mỹ Như chút. Em Mỹ Tâm. Mỹ Tâm chứ? Dạ. À Mỹ Như, dạ, này Mỹ là Mỹ Như Mỹ đúng Tâm. Không? Em Mỹ Tâm. Rồi vậy là ok đó. Dạ. Thì người ta cũng có nói là ai cũng có một nửa của mình đang chờ đợi ở đâu đó. Khi mà mình ấy thì cũng có đứa nó đang ấy như ta. Hy vọng là hai em đang là hai cái mảnh ghép đang chờ đợi nhau, mà nhờ chương trình nhà chú Hùng Vân, cô Kiền Linh kết hợp thì mình tạo một cái điều kiện để mình bấm nút rồi mình có thể làm quen và tìm hiểu sâu xa hơn, biết đâu nó sẽ có những cái kết quả tốt đẹp giống như những cặp đôi khác mà đã được thành công ở chương trình. Xin cảm ơn chương trình. Rồi. Gia đình thương nhau quá. Sếp mà thương nhân viên quá nhiều luôn, cả hai luôn á. Đúng rồi. Mở rào đi. Mở rào. Yes. Mở rào. Bắt đầu chuyện của hai đứa trẻ đó. Cứ thoải mái nha. Xem không gian này là của mình. Chào anh. Đứng lên dạ. Trao quà đi nào. Dạ rồi. Cảm ơn anh ạ. Đây. Anh thì đến chương trình hôm nay em có một cuốn sách tặng anh. Em đọc thì em thấy hay nên em muốn chia sẻ và hy vọng rằng anh thích cuốn sách này. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn cứ trò chuyện đi. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào? Không biết là bình thường là anh Khoa rảnh thì anh Khoa thích làm gì nhất với anh Khoa? Dạ, thì tại mình thì thích đọc sách. Đọc sách và truyện tranh, dạ. Nghe nhạc, hoặc là cuối tuần rảnh thì mình lấy xe máy mình chạy nhông nhông xung quanh. Dạ, thì em cũng đọc sách nè, xem phim. Nhưng mà thường thì em thích kiểu đi đây đi đó hơn. Nên cuối tuần mà nếu sắp xếp mà thấy rảnh được thì em thích đi vòng vòng gần gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh vậy đó.
hoặc là đi xa hơn như Vũng Tàu hoặc là những tỉnh như Tây Ninh, Tiền Giang đồ. Dạ. Thì không biết là hiện tại á, thì anh Khoa, em cảm thấy là anh Khoa có suy nghĩ gì về khi lần đầu tiên gặp em? Dạ, tại bạn này rất là xinh, hiền. Đối với mình thì bạn rất là tuyệt. Cảm ơn anh. Dạ. Nhưng nói đây mình xin tặng một bài thơ cho bạn. Dạ. Tại mình mới viết nên chưa thuộc lắm nên mọi người thông cảm. Dạ. Tức là cái bài đó Khoa làm luôn hả? Dạ, có sự giúp đỡ của mấy anh em trong công ty nữa. À. Má xem bạn muốn hẹn hò thì thầm má hỏi hẹn hò đi con. Nghĩ mình thấy cũng ngon ngon, thử đi lên sóng coi còn gặp may. Chèo em cô gái tương lai, chèo em cô gái ngày mai hẹn hò. Tuy là anh béo nhưng do anh bụng tốt, bụng to hơn người. Anh hiền chân thật hay cười, em về anh hứa giảm 10 kg. Tụi mình lên sóng chung sâu, cũng là duyên số cặp bồ với nhau. Anh thì không ước mơ cao, nết na hiền hậu, hao hao mẹ hiền. Chẳng cần em đẹp như tiên, chỉ cần em thích trai hiền còn tem. Chú Linh chú đá mở rèm, cô Vân cho phép anh em chuyện trò. Thôi thì đỡ đỡ phải lo, tôi ta bấm nút hẹn hò nha em. Có nhiều tâm tình là gửi hết vô bài thơ rồi đó. Đó, có nhiều là coi như bấm nút nha em đó. Rồi bên em trả lời đi Như, Mỹ Như. Thì em, cái suy nghĩ của em hiện tại như lúc này á, thì đến tới đây á, là một cái duyên rồi. Nên em hy vọng rằng nếu thật sự thấy phù hợp thì ta nên cho nhau một cơ hội. Dạ. Chúng ta quan điểm gì từ tình yêu đến hôn nhân gia đình, mình phải làm sao để chăm sóc cái điều đó? Chúng ta trao đổi với nhau đi. Không biết thì hiện tại gia đình anh có cái vấn đề mà anh lên chương trình là do bản thân anh mong muốn, hay là gia đình hay là đồng nghiệp thúc ép anh để đến với chương trình này, hay là bản thân mình có mong muốn như vậy? Trong mối quan hệ với phái nữ anh rất là ít. Cho nên sau khi chia tay bạn gái đầu tiên anh khá là buồn và cũng mất thằng bạn. Thì sếp anh có khuyên bảo, em dụ rồi đăng ký thương hiệu cho anh luôn. Khuyên bảo một thời gian thì anh thấy mình đã bắt đầu từ đầu. Trong hôn nhân thì anh chỉ mong là người con gái này hiếu thảo với cha mẹ. Dạ đúng rồi. Anh không cần gì thêm. Dạ, sao không biết là sắp cái dự định sau này xa hơn của anh là, nãy em có nghe là anh quê Kiên Giang đúng không ạ? Ở huyện nào vậy anh ha? Dạ, Tân Hiệp ạ. Tân Hiệp, dạ em ở Vĩnh Thuận. Nên em nghĩ không biết là cái mong muốn định hướng sau này lâu dài của anh là sẽ phát triển ở Sài Gòn hay là ở như thế nào? Dạ, để nói thêm luôn, hiện tại là mình đã lên thành phố Hồ Chí Minh được 20 năm, sống được 15 năm. Dạ. Và 5 năm Bình Dương, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Nhà có 5 anh em thì đã gom góp tiền nhau mua được một mảnh đất, chia đều nhau. Hiện tại là mình đã có một mảnh đất, dự định sau Tết là mình sẽ xây nhà. Dạ, không, dạ. Thì tại vì em thì em cũng có định hướng là sau này muốn phát triển làm việc lâu dài ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những khu vực, những tỉnh quanh thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình. Dạ, nói về quan điểm hôn nhân của em là em muốn một mối quan hệ là một, nghĩa là mình chỉ một mối quan hệ duy nhất với một người. Nếu tại thời điểm nào đó mình cảm thấy là không phù hợp nữa, có một mối quan hệ nào đó mình cảm thấy thích thú hơn thì mình dừng lại, chứ không phải là việc làm song song hai điều cùng một lúc. Với lại là phải có trách nhiệm với những quyết định của bản thân mình. Yêu thì sao cũng được, nhưng mà khi mà đã ký tên vào đặt quyết định hôn nhân thì mình phải có trách nhiệm với điều đó, chứ không thể nào nói là thời điểm đó tôi cảm thấy không phù hợp nữa tôi dừng lại thì không được. Em nghĩ câu nói đó chỉ phù hợp khi yêu thôi, còn khi đã kết hôn thì phải có trách nhiệm nữa. Dạ, cái đó là cái quan điểm mà em nuôi dưỡng từ lâu nay với vấn đề hôn nhân. Không biết là anh cảm thấy là cái đó có khó khăn hay như thế nào không? Đó cũng là ý của anh. Anh cứ muốn đây của một là mình phải là một cái chung thủy. Dạ. Khi đã không còn thì phải dứt khoát cho nhau. Dạ đúng rồi. Dạ. Đừng để cứ níu kéo rồi làm khổ nhau. Dạ. Trong một mối quan hệ gia đình hôn nhân á, khi mà có những cái mâu thuẫn mà nó lên đỉnh cao rồi đó, thì các bạn sẽ bàn bạc thế nào? Ai sẽ là người xin lỗi, ai sẽ là người gọi là dừng lại? Dạ, nếu theo em mong muốn nha, thì nếu tiến xa hơn
thì khi mà xảy ra một em tự thấy là em cũng còn trẻ con lắm, nên em nghĩ rằng thời điểm này là mình phải trưởng thành hơn. Nên khi mà xảy ra một mâu thuẫn nào đó thì ngay tại thời điểm phát sinh thì mình nên im lặng. Em nghĩ là nên im lặng và ai cũng nên cho mình một không gian riêng suy nghĩ. Và sau đó bắt buộc hai người phải nói chuyện trực tiếp và trao đổi nhau. Em không thích cái kiểu im lặng, cứ im lặng cho qua, dán vấn đề nào thì phải giải quyết triệt để vấn đề đó. Nó không phải sự tích tụ. Nên em hy vọng rằng á, nếu như mà có một cái sự lâu dài nào đó thì sau này chúng ta là cùng nhau chia sẻ cái việc gì thì cũng nói thẳng hơn là cái việc im lặng, giống như việc bạn bè mà nhắn tin rồi cái cứ im, thích hay không thích cũng chả nói, im lặng cho qua thì em không thích điều đó. Dạ, trong vấn đề này thì con cũng lúc đầu sẽ là người im lặng trước để có thể là không định điểm quá trong cái mối bất hòa này. Dạ. Nhưng nếu mà là người xin lỗi trước thì con sẽ luôn là người xin lỗi trước. À. Hiện tại trong cuộc sống là trong bất cứ bất hòa nào thì có thể có rất là nóng, nhưng mà người nguội trước và người xin lỗi trước luôn là con. Dạ. Thực ra bây giờ cái quan điểm của bạn nữ là hơi khe khắt một chút về vấn đề hôn nhân đó. Có nghĩa là tụi con phải tìm hiểu thật kỹ nhau, rồi khi đã đặt bút hôn nhân rồi là không có chuyện chia tay đó. Ý bạn nữ là phải cực kỳ có trách nhiệm với cái cuộc hôn nhân đó. Dạ. Thành ra là như vậy thì tụi con dự định là sẽ tìm hiểu nhau trong bao lâu thì mới đăng ký kết hôn? Dạ, theo con thì tìm hiểu khoảng 6-7 tháng, nếu mà hợp ý nhau á thì chúng ta sẽ đến. Còn nếu mà vẫn chưa thì có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Dạ đúng rồi, em cũng đồng ý vấn đề đó là mình nên cho sự tìm hiểu thật sự phù hợp, chín chắn thì hãy đi xa hơn là cái việc đặt ra một mốc thời gian rồi mình cố gắng hoàn thành cái mốc đó thì nó lại bị ảnh hưởng đến những quyết định của mình. Dạ. Hãy bàn về kinh tế gia đình, ai là người quyết định, tiền bạc ai giữ? Nếu mà kinh tế thì con nghĩ là nên để bạn gái giữ á. Tại con thấy là bạn gái nếu mà quản lý kinh tế gia đình thì tốt hơn con rất nhiều. Ai cũng nói vậy, nhưng tỷ lệ nó lại khác. Cũng giếm lại cho nó để đi cà phê, cà pháo, bạn bè, đồng nghiệp rồi. Nói chung á, là những cái quan điểm như vậy tụi con phải rạch ròi với nhau. Chứ còn không có kiểu là nói cho qua, tại vì để tụi con sẽ bước đầu phải hiểu nhau là tôi là người như vậy, tôi có cái lối suy nghĩ như vậy. Nói đi bạn. Theo các bạn thì chúng ta sẽ phát triển kinh tế bằng cách nào, ở đâu? Bạn trai nói cho bạn gái biết đi. Dạ. Phát triển kinh tế hiện tại là công việc con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên con làm việc ở công ty này cũng 5 năm rồi ạ. Nên con đang muốn gắn bó công ty này luôn. Phát triển làm việc sau này và xây dựng nhà ổn định ở Bình Dương ạ. Ý là anh là ở thành phố Hồ Chí Minh và xây nhà là ở Bình Dương ạ. Dạ. Hiện tại thì kinh tế thì con vẫn đang đưa cho má một phần con giữ lại. Dạ. Và phần giữ lại này thì con sẽ dùng để cho gia đình mình. Dạ. Cái quan điểm về tài chính của bạn nữ như thế nào? Nên là vợ cầm hay chồng cầm, hay là mỗi người tự cầm cái tiền của nhau? Dạ, nếu như bạn nam cảm thấy tin tưởng vợ của mình hơn á thì con sẵn sàng làm việc đó, quản lý chi tiêu trong gia đình là con sẵn sàng. Nhưng mà nếu như con vẫn thích sự độc lập hơn, nghĩa là hai người cùng đóng góp xây dựng, mỗi người vẫn có những không gian riêng của mình hơn, cái điều đó thì nó phù hợp hơn, con thích như thế hơn. Thì nếu như mà chính bạn nam thấy ok anh hơi kiểu chưa kiểm soát được vấn đề đó thì con sẵn sàng có thể cover hết cái vấn đề trong gia đình. Dạ. Vậy đây vấn đề hết sức là quan trọng các bạn. Những cái cuộc ly dị, ly hôn nó cũng nằm ở vấn đề này. Dạ. Kinh tế nhiều khi là chồng thấy vợ giữ hoài, nó khó chịu xong rồi cãi nhau rồi mâu thuẫn rồi sinh ra là tiền của anh rồi tiền của em này kia. Nên chúng ta phải bàn kỹ vấn đề này ha. Tôi thấy rằng này hiện nay có một cái giải pháp rất là dễ. Tức là thí dụ như chồng làm 10.000 bỏ vô 7.000 vô cái tủ quỹ đó chung, vợ làm 10.000 cũng bỏ 7.000 vô, mỗi người giữ 3.000 thôi. Cái tủ này hai người chìa khóa chung hay là một tài khoản nào đó thì ai quyết định bàn bạc với nhau. Cái xu hướng bây giờ là như vậy. Chứ bây giờ nếu mình nói tôi sẽ giao cho vợ hết, hứa xong mai mốt về không giao cái cãi nhau. Mà nếu tin tưởng giao luôn cái đó cũng càng tốt nữa ha. Dạ. Rồi bây giờ thế này nè, con đứng lên con tiến tới, con nắm tay bạn gái để mình trao nhau cảm xúc, để mình cảm nhận như thế nào, rồi mình có thể hát tặng một bài nào đó
hai người hát giao lưu nhưng tay vẫn cầm tay để xem cảm xúc các bạn lần đầu tiên nắm tay nhau như thế nào. Bước tới đi con. Đó. Dạ. Không phải bắt tay. Nắm hai tay nhau, nắm chặt vào. Rồi. Nhìn nhau. Không gian này không có ai cả, chỉ có hai đứa thôi đó. Vậy anh có tính hát tặng em bài hát nào không? Khả năng hát của anh thì hơi tệ, cho nên cho xin bỏ qua phần này. Có thể là khán phòng cả bỏ đi luôn. Em với anh học nhau về vấn đề đó. Ủa, bên nữ mình không hát luôn hả con? Dạ, con là kẻ thù của âm nhạc con. Con xin phép về vấn đề âm nhạc thẩm mỹ rồi là con xin bỏ qua. Hồi nãy là bạn đã đọc thơ rồi, vậy mình có câu thơ nào mình tặng lại không? Gấp quá nên con chưa chuẩn bị kịp, nhưng mà con nghĩ sự nắm tay này đã cho hai nhau hai hy vọng là thời gian để cho hai người đưa ra quyết định cuối cùng. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây. Suy nghĩ trong lòng cái gì cứ nói cho nhau biết. Nói rút ruột rút gan hết những tình cảm của mình. Bắt đầu. Anh nói chứ suy nghĩ của anh đi. Anh chỉ hy vọng là em tôn trọng gia đình anh, tôn trọng người già. Đối với anh vậy là đủ. Em nghĩ vấn đề này cũng là suy nghĩ của em và bất kỳ mọi người nào. Nghĩa là khi đến với nhau thì ngoài đối tượng của mình thì người thân của họ cũng là một điều rất là quan trọng đối với cảm xúc của họ nữa. Nên mình cần dành cảm xúc cho đối tượng mình đang theo đuổi thì dành cho cả người thân của họ nữa. Dạ, em xin hết rồi. Rồi, về vị trí. Rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút nè. Để tay trái vào. Đây, nút đi tay con. Trái vào dạ, nút bấm. Dạ, đây ạ. Bây giờ thì đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, nhìn về phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình xem sao. Đây, nếu đúng là một nửa mảnh ghép mà mình đang hướng tới, đây là người mà mình có thể rung động trái tim một chút cũng được. Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Và nếu kiểm tra không đúng, chúng ta không cần bấm nút. Bởi vì khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Bấm nút là cho trao duyên đi. Còn nếu không, không phải, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 rồi. Hết thời gian. Tôi nghe 2 tiếng cạch rồi. Vui rồi. Để. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau đi. Dạ. Chúc mừng hai sếp nha. Đạt được tâm nguyện nghe. Bao giờ chúng tôi cũng nhắc lại là kiểm tra thật sự xem tim mình có rung động hay chưa. Chúng tôi muốn đến đây là thật sự các bạn phải rung động lẫn nhau. Thì chúng ta bấm nút nó không có giá trị. Còn nếu chúng ta bấm nút vì bất kỳ một điều gì đó thì nó hoàn toàn vô nghĩa ha. Và ngày hôm nay các bạn đã rung động thật sự. Rồi, xin phép bạn gái cho hôn cái hôn đầu tiên lên má luôn. Dạ, xin phép bạn gái cho hôn gì hôn như hửi vậy đó, không có được. Phải hôn một cái đúng như trái tim của mình rung cảm đó. Hôn bên đây đi. Hôn có tâm chút xíu nha. Đó, hôn có tâm đó, hiểu không? Trời ơi. Hồi hộp không con? Nụ hôn đầu của con. Trời ơi, trách nhiệm dễ sợ chưa, nụ hôn đầu đó. Đấy có được hôn đầu của con luôn. Trời ơi. Ôi ơi, hai đứa nó đóng dấu cái cạch ngày hôm nay nè. Nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Ngày đầu tháng 9 đó, nghe chưa? Ngày 1 tháng 9 đó. 1 tháng 9. Nhớ nghe.